Hôm nay mình lấy tinh bùi yuyo đi câu cá ở ngoài thì nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách pha mới. Bây giờ mình đã đổ sẵn cái cám trong này. Bây giờ đây là cái chai M12 câu cá tra, câu cá mè cho anh em nhé. Hương thơm dầu sữa nhé. Giờ mình sẽ đổ lên anh em. Cái cám thì anh em sẽ dùng 5 nắp nha anh em. Nằm cho một cái cám anh em. Đấy, bây giờ anh em trộn trước đây. Trộn cái cám trước, tí anh em cho nước vào nhé. Chưa, tí anh em cho nước vào thôi. Trộn trước cái cám cho nước vào. Bây giờ nó sẽ nhảy mùi thơm lên nữa. Cho cám vào vừa với nước vào với cả này trộn đều thôi, vừa với anh em thôi, anh em cảm thấy ok rồi, anh em sẽ bóp vào chùm nho. Đấy, chùm nho đây ngoặc bánh tráng sẵn rồi, em bóp vào thôi, để có này em bóp vào thôi, bỏ vào chùm nho rồi bóp vào nhé. Đây sẽ bóp vào, bỏ vào dừa này, để vào dừa này vài thôi, cũng đơn giản mà. Đây nhá, ok chưa? Họ cứ những cái em làm theo có đủ chùm thôi, thấy chưa? Đấy, anh em nào muốn đặt mùi tinh mùi này thì có thể bấm vào giỏ hàng phía bên tay trái nhé. Ok.